Chào mừng các bạn đang đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của tụi mình. Xin chào! Ngoài những bàn thắng, những pha kiến tạo không thể tin được, thì trên sân cỏ thế giới còn xuất hiện những tình huống điên rồ đến mức không ai tưởng tượng nổi. Hãy cùng đến với những tình huống ấy ngay sau đây. Bị hậu vệ đối phương kéo ngã trong vòng cấm, Robéo rất bực tức vì không những không được hưởng penalty, anh còn bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng. Tuy nhiên sau đó không lâu, huyền thoại Brazil đã trả thù được ông vua áo đen này bằng một pha bóng rất hài hước. Một cổ động viên đã vô tình ghi lại khoảnh khắc Ronaldo ghé sát mặt Dybala. Một số người khẳng định CR7 đã hôn trực tiếp lên môi của đồng đội Argentina. Số khác lại cho rằng Ronaldo chỉ định hôn lên má đồng đội để cảm ơn pha kiến tạo, nhưng đúng lúc Dybala quay sang nên cầu thủ 27 tuổi đã bị giật mình. Còn đây là tình huống Mohamed Salah và đồng đội bị cổ động viên đối phương chiếu tia laser gây phân tâm trước khi thực hiện hỏng quả đá 11m, góp phần khiến Ai Cập thua Senegal và mất vé tới World Cup 2022. Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Löw đã từng khiến cho người hâm mộ một phen choáng khi nhà cầm quân này cho tay vào trong quần rồi sau đó đưa lên mũi ngửi. Sau đó thì ông cũng đã phải lên tiếng xin lỗi cho sở thích bốc mùi của mình. Đây là lần thứ hai Antonio Rudiger ngã trong vòng cấm của Leeds và trọng tài Chris Kavanagh cho Chelsea hưởng một quả phạt đền. Và đây là cách Rudiger ăn mừng sau khi đồng đội thực hiện thành công cú sút trên chấm 11m. Khi quãng thời gian bù giờ của hiệp 2 chuẩn bị kết thúc, Haaland dẫn bóng ra gần cột cờ góc để câu giờ cho Dortmund. Từ phía sau, Rafael Bodre đã lao tới và đá vài lần vào chân Haaland. Đáp trả lại, chân sút người Na Uy quát tiền đạo mang áo số 19. Muốn gì, làm sao với thái độ tức giận. Có lẽ Terry đã nhầm Cahill là cầu thủ đối phương nên đã ôm chầm lấy người đồng đội của mình. Sau vài giây, anh nhận ra sai lầm, nhưng mà mọi thứ đã trở nên quá muộn bởi trái bóng từ đầu của Thiago Silva đã làm tung lưới thủ thành Courtois. Harry Maguire đã có pha đi bóng khá rườm rà nơi khu vực vòng cấm. Trước sự áp sát gắt gao của Joe Felix, thủ quân Man United quyết định chuyền về và đẩy De Gea vào thế khó khi có đến hai chiếc bóng áo xanh đang vây hãm khung thành. De Gea lập tức chữa cháy tình hình bằng cách sút bóng ra thật xa khung thành, nhưng mà bóng lại tìm đến chân Rodrigo De Paul, một chuyên gia sút xa. Và pha cứu thua xuất thần từ De Gea sau đó đã giữ cho mảnh lưới Man United không rung lên. Gonzalo Zara bên phía Chile đã cố tình chọc tức Cavani bằng hành động đặt tay vào mông và dùng một ngón tay ấn mạnh vào hậu môn của tiền đạo Uruguay. Cavani đã đáp trả khi mà vung tay về phía Zara. Cú vung tay của chân sút Uruguay không quá mạnh nhưng mà cầu thủ Chile vẫn ngã ra ăn vạ và ngay lập tức trọng tài đã rút thẻ vàng thứ hai dành cho Cavani trước quyền thi đấu. Ở tình huống này, Messi lao vào ghi bàn được cho là hoàn toàn hợp lệ sau khi bóng bị thủ môn Fernando Pacheco đẩy ra từ cú sút của Griezmann. Nhưng mà trọng tài Jorge Figuera Vazquez sau khi xem lại VAR đã từ chối bàn thắng này khiến mọi người ngỡ ngàng. Quyết định của trọng tài đã khiến Messi cũng như các cầu thủ Barca phản ứng quyết liệt và đồng thời cũng gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Thấy đồng đội có vẻ diễn chưa đạt cho lắm, thủ quân Dusan Tadic chạy tới vật Anthony ngã ra sân như muốn nói, chú mày phải làm thế này mới đúng. Trước hành động của Tadic, nhóm cầu thủ Feyenoord đã lập tức chạy tới hỏi chuyện. Anthony thì vẫn nhăn nhó nằm trên sân, mãi miết phân bua với trọng tài. Bực mình với màn diễn kịch của cầu thủ Ajax, trọng tài Danny McKinley đã rút thẻ vàng thứ hai, tương ứng với thẻ đỏ gián tiếp, đuổi Anthony ra khỏi sân. Trong khi đó, huấn luyện viên Arne Slot thì bật cười lắc đầu ngoài ngoại. Tình huống có phần hơi cá nhân này của Mason Mount đã khiến cho những người đồng đội của anh phải ngỡ ngàng và ngơ ngác.
Nếu cầu thủ số 19 chịu khó chuyền vào cho đồng đội thì có lẽ cơ hội sẽ rõ ràng hơn với Chelsea trong pha bóng này. Vô tình va vào trọng tài khiến ông này ngã nhoài xuống sân. Cái kết của anh chàng cầu thủ này chính là một tấm thẻ vàng. Đơn giản vì trọng tài là vị vua áo đen trên sân mà, đừng cãi. Ở tình huống này, tiền đạo Ansaraqui là người lập công và được vây quanh bởi các đồng đội. Lúc ấy, Diego Perotti cũng tiến lại chia vui. Tiền vệ Argentina đột nhiên dùng tay tác động vào phía sau của Ansaraqui, khiến tiền đạo Italy giật mình. Anh đã quay lại tìm thủ phạm và bật cười vui vẻ khi thấy người đồng đội. Còn trong tình huống này, huấn luyện viên Pep Guardiola đã khiến cho nhiều người sửng sốt khi ông thể hiện khả năng chơi bóng rổ điêu luyện. Trong trận đấu với Man United năm 2011, nhận đường kiến tạo của đồng đội, Torres thoát xuống cực nhanh và làm động tác giả vượt qua David De Gea một cách cực kỳ dễ dàng. Mặc dù vậy, ở cự ly chỉ chừng có 5m và phía trước là khung thành đã bỏ trống, Torres lại quyết tâm đá ra ngoài trong sự thất vọng tột độ của các đồng đội cũng như đám đông cổ động viên Chelsea có mặt trên sân Old Trafford. Khoảnh khắc hài hước diễn ra giữa Ousmane Dembele và huấn luyện viên Julen Lopetegui sau trận Barca 1-0 Sevilla tại vòng 30 La Liga. Chân chạy cánh 24 tuổi giơ bàn tay phải ra vì muốn bắt tay với huấn luyện viên trưởng của đội bạn. Tuy nhiên, ông Lopetegui lúc bấy giờ đã quay mặt đi và không nhìn thấy cầu thủ người Pháp đang đưa tay ra đằng trước. Dembele tiếp tục giữ nguyên vị trí tay, thậm chí còn tiến thêm một bước chân về phía huấn luyện viên Lopetegui. Dẫu vậy, nhà cầm quân Tây Ban Nha vẫn bước đi và không hề hay biết. Trọng tài Mateo Lahoz đã cảnh cáo 4 cầu thủ cùng lúc ở trận đấu giữa Getafe và Mallorca tại La Liga hôm 2 tháng 4 vừa qua. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1 giây. Bị cầu thủ đối phương truy cản ngay trước khung thành, thủ môn Melia đã ôm lấy cổ của tiền vệ Christian Rondon rồi quật ngã xuống đất. Một cuộc cãi vã xô xát giữa cầu thủ hai đội lập tức xảy ra. Có lẽ trong tình huống này, anh chàng thủ môn đã tin chắc rằng bóng sẽ đi hết đường biên nên mới lui vào trong khung thành để tám chuyện chút đây mà. Bắt bóng không thành thì thôi, chuyển qua ôm thần tượng cũng được, đúng không cả nhà? Dễ gì có cơ hội mà lại còn đỡ quê nữa thì ngại gì không làm. Vừa rồi là những khoảnh khắc điên rồ trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để đón xem những video mới của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.